Rồi bên trái hai bước, có ghế luôn. Mời hai anh chị tháo mặt nạ ra. Rồi chào anh. Chào chị. Mời anh giới thiệu trước ạ. Xin chào Cát Tường, chào bạn trai, chào tất cả mọi người. Mình tên là Đăng Lân, năm nay 43 tuổi. Hiện mình đang ở An Giang. Nghề nghiệp của mình là tài xế. Là từ An Giang chạy lên đây ghi hình. Dạ. Dạ anh lên hồi nào? Lên hồi lúc tới đây lúc 1 giờ. Dạ, rồi khi nào mình định về lại An Giang? Xong rồi về lại. Mình đi lên bằng gì? Đi xe tốc hành hả anh? Không có, đi xe riêng nhà. Rồi rủi bây giờ mình hẹn hò được với bạn gái rồi mình cũng đi về luôn nha hả? Không đi chơi, không tìm hiểu gì trơn hả? Dạ, lại đêm. Ở lại đêm, đó. Mình có bà con gì trên này không? Cũng có bà con ở bên quận 12, Hóc Môn. À, rồi. Rồi, bây giờ giới thiệu chị gái, rồi chị giới thiệu thông tin của dạ, mình. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào nữ MC Cát Tường xinh đẹp dạ, và mạnh mẽ, tài giỏi. Xin chào anh bạn bên cạnh. Mình tên là Quỳnh Thị Hồng Phụng. Năm nay mình 43 tuổi Tây, 44 tuổi ta. Rồi. Hiện tại thì mình là giáo viên. Mình cũng ở An Giang. Mình ở tại thành phố Long Xuyên của An Giang. Ủa, An Giang luôn? Dạ. Đâu hai anh chị hỏi thử mình có ở gần nhau không? Tại vì em cũng không có rành An Giang. An Giang ở khúc nào anh? Bạn ở Long Xuyên ở phường nào bạn? Dạ, em ở phường Mỹ Quý. Mình ở phường Bình Khánh. Anh em đi cho, trời ơi, bốn mấy tuổi rồi mà còn mình gì nữa, muốn lấy vợ không? Anh ở phường Bình Khánh. Dạ vâng. Gần nhau không chị? Dạ cũng gần, ở thành phố Long Xuyên mà Mỹ Quý với Bình Khánh thì được. Coi vậy là tiện quá rồi, chắc chương trình cũng kiếm dữ lắm mới được cặp này đây nè. Rồi, mình đang làm công việc gì hả chị? Dạ em hiện tại là giáo viên dạy cấp 2. Dạ em dạy môn văn. Dạy văn là cô giáo chắc cũng ước ác ha, cũng thơ mộng dữ nha. Điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh của em thì em là một cái người rất là vui vẻ, thân thiện, cởi mở, lạc quan và lúc nào cũng luôn luôn tích cực trong cuộc sống. Dạ. Điểm yếu thì hay quên. Và cái này thì cũng vừa là điểm yếu mà cũng vừa là điểm mạnh của em. Đó là sống nghiêng về cảm xúc. Làm cách nào để mình cân bằng được cảm xúc của mình? Có thể là mình trong những lúc mà cảm xúc mình nó nhiều quá đó thì mình ngồi thiền. Có ngồi thiền nữa hả? Dạ. Trời, vâng. Chị hay hơn em là em chưa có ngồi thiền được đâu. Anh nghĩ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em cũng vui vẻ, hòa đồng, biết chơi thể thao, biết làm việc nhẹ. Chơi thể thao chơi môn gì? Chơi môn cầu lông, chiều nào cũng đi chơi mà. Ồ, vậy là nhìn ốm nhưng mà không yếu đúng không? Ốm, chưa chắc yếu. Ốm, chưa chắc yếu. Ốm mà chưa chắc yếu, không biết này. Cái này em chịu nè. Chịu hả? Rồi chịu, tôi gả luôn. Chịu. Ốm nhưng không yếu. Nhưng cái này người ta giới thiệu thôi, còn có hay không mình chưa biết. Cái đó để test. Đúng rồi, cái đó để test. Em á thì em có sở thích, em hay đi bộ mỗi buổi chiều. Chiều là em đi 10.000 bước. Ghê vậy đó hả? Rồi mình đi có cái máy đếm cho mình phải không? Cái điện thoại á chị, mình cài cái nó cài. Chắc ai cài giùm tôi cái điện thoại coi biết ngày tôi đi được mấy bước đây nè. Còn điểm mạnh điểm yếu gì nữa không anh? Hay lười. Ủa sao mới chơi thể thao đó mà chuyển qua cái hay lười liền vậy? Có những lúc mà rảnh rỗi thì mình nằm hoài. Vậy lúc nào mà anh rảnh mà anh lười đó thì anh điện cho em đi, em lại em dẫn anh đi chơi thể thao. Đó được mà. Ghê ghê. Bên đây mình chơi thể thao môn gì? Đi bộ quá hả? Đi bộ. Em nói chung là em thích chơi thể thao, em cũng chơi được mỗi món chút gì đó, ví dụ cầu lông, đá cầu, nói chung là em cũng rất là thích. Được, cặp này tương xứng nè. Tướng cái bộ cũng roi roi như nhau nha. Tình trường sao anh? Mình trải qua hai mối tình, một mối tình hồi phổ thông và một mối tình hồi lúc mình học lớp trung cấp kế toán. Ủa, học ra không đi làm cái đó rồi qua làm tài xế luôn? Cái nghề tài xế làm như nó bị dính vậy đó. Mình cũng đã tốt nghiệp đại học kế toán rồi. Vậy luôn á hả? Trời ơi, đúng là cái gì cũng cái duyên, cái nghề chọn mình chọn nghề. Quen nhau hai đứa học trung cấp chung lớp. Quen nhau 6 năm rồi chia tay. 6 năm mà sao không tiến được cái hôn nhân hả anh? Thì lúc đó thì cũng còn cô bạn gái thì cũng còn trẻ, mới lớn à, học xong rồi ra đi làm, có việc làm rồi mới cưới. Mà đi ra có việc làm rồi thì mới là tiếp xúc với nhiều đối tượng hơn. Nhìn lại so sánh thì mình không bằng. Trời ơi, nhưng mà lúc đó anh cũng gần 30 rồi đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, rồi chia tay mối tình đó là mất, anh có buồn không? Buồn mất bao lâu? Mất khoảng 2 năm. 2 năm sau mới ổn lại. Rồi sao từ lúc ổn đó tới nay sao im gu luôn? Không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc ổn tới nay thì cũng có thích một hai người.
Nhưng mà mới vừa chọc kẹo cái là người ta phát cho cái thiệt. Chọc kẹo cái là phát cho cái thiệt. Trời ơi, anh mát tay dữ vậy. Mát tay quá vậy. Cô nào ế ế gặp anh chọc kẹo cái là người ta phát cái thiệt liền. Đúng rồi đó. Đừng bữa nay anh gái anh chọc kẹo cô này giùm em cái nha. Chứ mình muốn lấy chồng rồi đúng không em? Dạ vâng. Chọc kẹo cái cho cô phát cái thiệp giùm em cái được không? Được. Rồi bây giờ thí dụ tìm được người tâm đầu ý hợp thì bao nhiêu lâu nữa mình đám cưới? Tầm khoảng 5 là mình đám cưới được rồi. Rồi cưới xong về hiện giờ anh đang ở đâu? Ở với ai? Ở với mẹ, với dạ. Anh chị. Rồi giờ lấy vợ về ở chung nhà luôn? Ở chung luôn. À, tình trường mình sao chị? Em được xin được chia sẻ là lúc mà còn đi học đó, thì đi học đó thì cũng có vài mối tình đơn phương của tuổi học sinh thôi. Học xong rồi cái đi ra trường dạy chưa được một năm nữa, được bên nhà trai ta ngắm nghía cái người ta hốt mình luôn. Dạ. Rồi lúc đó nhiêu tuổi? Lúc đó 23 tuổi chị. Về thì như cũng nói chung là hai đứa là do mai mối, cũng chưa có cái tình cảm gì trước hết á. Đó mình cũng còn trẻ còn nhỏ, mình cũng chưa có kiến thức, chưa có hiểu biết nhiều, cho nên là cái hôn nhân của mình nó không có được trọn vẹn. Cái cuộc hôn nhân đó kéo dài được bao lâu chị? Kéo dài cũng 10-15 năm. Ly hôn mấy năm ly rồi? Ly thân thì là 5-6 năm. Ly hôn thì cuối 2019. Rồi ly thân 5 năm rồi. Vậy là mình có cháu nào chưa? Dạ em có hai bé, một bé trai hiện nay là đang học đại học năm thứ 2. Dạ. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và một cái bé gái nhỏ là tụi trường tới bé học lớp 6 ở với em hết. Nhưng mà mình cũng sống với nhau là cả chục năm thì nguyên nhân gì chia tay không có cứu vãn được hả? Dạ. Hai đứa con rồi. Có thể nói là do có cái sự chênh lệch về, thứ nhất là về tuổi tác. Thứ hai là tuổi tác là ảnh lớn hơn hay ảnh nhỏ hơn? Dạ nhỏ hơn. Ảnh hơn chị nhiều ít? Dạ nhỏ hơn 3 tuổi. Có 3 tuổi à? Trời ơi, tôi tưởng nó nhiều lắm. Cái thứ hai nữa là do hai người không có kết nối được với nhau. Không kết nối mà 10 năm ở chung đẻ hai đứa con mà cũng không kết nối được. Dạ. Rồi, hiểu. Nghe cái hoàn cảnh của chị như vậy thì anh có ngại gì không? Anh có suy nghĩ như thế nào? Cũng không có ngại gì đâu chị. Con thì cũng lớn rồi, còn bé nãy em nói bé nhỏ bao nhiêu tuổi à? Dạ 11 tuổi anh. Còn bé đó, cái cô kia nó cô chị hay cũng là anh hai, anh hai lớn rồi, anh hai học đại học rồi. Rồi giải tỷ thí dụ như giờ hai người lấy nhau rồi cổ đi theo về nhà anh ở luôn, rồi cổ đem bé con nhỏ theo ở luôn được không? Vẫn được, bình thường. Nhà có chỗ ở không? Có. Bây giờ chị có muốn đẻ nữa không? Cái này chứ bây giờ chị có hai đẹp. Chị có hai con mà người ta chưa có con rồi làm sao? Thì đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Cần phải bàn. Bàn bây giờ nói thử ý định, nói thử nghe. Nói thiệt là cái tuổi của em thì nó cũng như hết muốn đẻ rồi phải không? Dạ đúng rồi đó. Rồi giờ sao? Căng à, giờ thí dụ người ta hết muốn đẻ rồi, người ta 43 tuổi hết trứng luôn rồi, giờ sao? Cái đó nó cũng hơi khó thôi. Mà nói thiệt, ví dụ giờ mà yêu quá rồi có đẻ được không? Yêu thì mới biết được, nhưng mà em nghĩ nếu mà đã yêu mà đủ lớn có thể cho mình thấy được là cái tình yêu nó đủ lớn. Thôi 50 tuổi thì vẫn đẻ mà, con trứng là con đẻ. Em sợ. Nhưng mà ý là sự sức khỏe mình ảnh hưởng đến mình thôi, chứ còn thật sự rất là nhiều người gần 48-50 tuổi vẫn đẻ bình thường, chu kỳ kinh nguyệt mình còn là mình đẻ thôi hả? Giống như em nè, em tuyên bố nghỉ đẻ rồi đó mà rủi chồng em chưa, rủi em lấy chồng trẻ, chồng chưa có con cũng phải ráng chứ sao. Rồi bây giờ đâu cho coi hình coi, cho coi hình anh chị coi nè. Giờ chị muốn lấy một người chồng như thế nào? Ở cái tuổi của em nha, chị mong là cái người bạn của mình á, dạ. Có thể là cái người cùng đồng hành với mình, trở thành cái người bạn đời, bạn đường, để mà hiểu, chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Dạ. Nhìn hình chắc đó, em nhìn hình chắc là đồng nghiệp của em trong hình không quá. Sao vậy? Toàn là giáo viên trong đó không? Vậy hả? Mà ông đưa cái hình gì mà ông đưa cái hình mà 80 người trong này làm sao người ta nhận dạng ra được mình trời. Kiếm đi, cổ trong đó đó. Còn giờ anh muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Đó, bộ nết luôn ba tấm hình. Sao vô chưa gì trơn, chọn ngay cô đó hay vậy? Gu của anh đó hả? Không phải. Nãy chị Cát Tường nói goi goi giống nhau, ốm ốm giống nhau. Ồ, hay quá ha. Nhưng mà mẫu người lý tưởng của anh là người như thế nào? Chỉ cần lễ phép, trung thủy. Coi kiếm ra chưa? Trời ơi, căng thẳng quá, đâm em chiêu quá. Em thì em thích đàn ông vui vẻ, cười. Cho nên là cái tấm hình này thì em nghĩ là anh này. Rồi cái tấm hình trên ảnh đâu? Tấm hình trên em đang tìm mà phải chưa thấy. Phải có ổng ở trong chứ, hai tấm hình của ổng đều phải có ổng chứ. Nhìn hoài không ra ổng luôn á trời. Chỉ đại đi. Chỉ bậy, tôi gả bậy luôn á.
Thôi bây giờ em quyết định em chọn anh này đi. Bây giờ xin mời hai anh chị nhìn về cửa trái tim nha. Tôi đã nói ốm ốm rồi mà cổ cương quyết tôi chọn anh này. Anh hơi mập mập một chút. Xin mời anh chị. Sao ạ? Rồi em nhìn ra ảnh rồi. Đâu? Ảnh đâu? Đây anh mặc áo xanh. Bên đây nè, thấy chưa? Dạ. Bên đây nhìn vô chọn ra liền ha, hay ha. Em nhìn hình nó không có đồng nghiệp của em à? Dạ, em không thấy. Em không thấy đồng nghiệp. Nguyên tấm hình đó là giáo viên hết đó. Giáo viên trường nào anh? Khắp của thành phố Long Xuyên đó. Ghê vậy, anh làm gì mà anh giao thiệp hết hết giáo viên của khắp thành phố Long Xuyên luôn ghê. Đó là cái nhóm học chung thời phổ thông. Hàng năm có đi gặp mặt đó. Dân ta là đại học đàng hoàng đó, không có giỡn đâu à. Lần đầu tiên khi mà cánh cửa này mở ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai anh chị khi nhìn thấy nhau là như thế nào? Nhìn em thì cũng bình thường. Nó không có cảm giác gì nhiều. Nói sao? Ghẹo nộn nãy gì đây? Đây anh có học quà gửi. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Rồi thôi được rồi, bây giờ đó là cái cảm xúc đầu tiên thôi. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai anh chị một khoảng thời gian riêng để hai anh chị cùng trò chuyện với nhau. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi bây giờ các Tường xin mời hai anh chị nha. Đây là một món ăn cũng rất là đặc sắc của nhà hàng Indochine. Đây là món chả giò hải sản. Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa thôi Tường sẽ quay trở lại. Dạ em mời anh đi. Dạ. Anh làm tài xế mà là tài xế cho tài xế tự do hay là? Không, ở nhà có xe ở nhà kinh doanh ở nhà. Vậy thì cái công việc đó nó có hàng ngày không anh? Có nhiều khi thì nó cũng liên tục, hàng ngày ngày nào cũng có, thì lúc ế thì nó cũng không có. Nhưng mà ế thì nó ế khoảng thời gian ngắn thôi. Em có 3 câu hỏi hỏi anh á. Em cứ hỏi nha. Dạ, anh nghĩ như thế nào về cái vai trò của người đàn ông trong tình yêu? Đàn ông mà trong tình yêu thì lúc nào cũng luôn luôn cũng phải che chở, bảo bọc. Anh nghĩ là tại vì có người ta nói câu như thế này nè, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Vậy anh nghĩ như thế nào về cái câu này? Anh cũng chưa trải qua hôn nhân lần nào nữa nên anh đâu có biết. Có thể là thí dụ như bằng cái sự quan sát mà cuộc sống, hoặc là bằng những người thân xung quanh mình á. Thì anh nghĩ hôn nhân nó như thế nào trong cái hành trình của xung quanh của anh mà tiếp xúc với bạn bè rồi kia thì thấy là đa số gia đình nó toàn là hạnh phúc chứ đâu có gì đâu mà nấm mồ. Tại vì mình lựa chọn nó không đúng hay sau đó thì nó mới gọi là nấm mồ chứ. Em nghĩ nó là nấm mồ hay là gì đi nữa thì là cũng do cả hai thôi. Cả hai cùng phải có ý thức để xây dựng cái hôn nhân đó thì nó mới trường tồn. Anh có cái kế hoạch hay là cái ước mơ gì cho cái tương lai sau này không? Bây giờ đang làm như vậy thì cái kế hoạch với tương lai thì nó vẫn vậy thôi. Nó cũng phát triển cái kinh doanh đó thì cũng lập gia đình rồi ra riêng. Em nghe chị tấn công ảnh mà em nghe chưa nghe ảnh hỏi chị câu nào hết trơn. Sao nãy giờ anh im gu anh trả lời không vậy? Tại người ta giáo viên người ta từng trải rồi. Thấy nói chuyện hay không? Dạ. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nói gì mà bi quan quá vậy chị? Mình để coi ảnh có cái quan điểm như thế nào chứ cái câu đó. Tại vì cái câu đó mình nghe người ta nói nhiều lắm. Tường cũng nghe nhiều người nói với Tường cái câu đó. Nhưng mà Tường lại không nghĩ như vậy. Mình đã mong muốn có một cái cuộc hôn nhân để làm gì? Để người ta nắm tay nhau sống với tuổi già. Cái hậu bấy lúc trẻ xung quanh người bên cạnh đó là chuyện hết sức bình thường. Quan trọng khi về già, khi ốm đau bệnh tật, về cuối đời có ai ở bên cạnh mình không mới là quan trọng. Cho nên bây giờ người ta kết hôn để hướng tới một cái tương lai tốt đẹp. Chứ còn để kết hôn mà tự nhiên rồi nấm mồ thì kết hôn làm gì? Hôn nhân là mới bắt đầu một chặng đường. Một chặng đường còn khá là xa và khá là dài. Nhiều người cứ nghĩ là kết hôn là hết, nhưng thật ra kết hôn chỉ mới là bắt đầu thôi. Thế hôm nay chị đi có đứa con nào đi theo không? Dạ có con trai lớn của em đi. Rồi mời con trai vô, cô Tường hỏi chuyện chút xíu nè.
Trời ơi, mày đi học đại học mà mày đeo còng, đeo xích lỗ tai dữ vậy con. Dạ. Rồi, đứng đây. Chào con dạ, tên gì? Con chào cô ạ. À. Ừ. Cứ ghé tường vậy, con chào chú ạ. À. Dạ, con tên là Châu Huỳnh Việt Lân. Con đeo kiểu này chắc chú nhìn con, chú sợ, chú chạy quá à. Sao? Dạ. Ờ, nó không gì đâu, nó chỉ là cái phong cách thôi. Ồ. Ảnh hưởng gì tới tính cách hết. Mà con đang học ngành gì mà con phong cách quá vậy? Dạ, con đang học luật. Học luật? Luật kinh tế. Trời ơi, tôi chưa thấy luật sư nào mà ra đi bào chữa, đi tranh cãi mà quất hai chiếc bông toàn ten vậy luôn á. Nhân cách mình ổn định, tốt dạ, là được. Dạ. Rồi, bây giờ nói chuyện về mẹ chút xíu. Bình thường mẹ ở nhà là người như thế nào? Dạ, mẹ là một người rất là chu đáo với con cái. Con lên được đại học như này là công của mẹ rất là nhiều. Dạ, nếu mà nói về chung thủy hoặc là nồng cháy trong tình yêu thì mẹ con không có thiếu đâu. Mẹ con rất là giáo viên yêu rồi. Văn mà dạ, dễ gì con. Mà theo con thấy là mẹ chưa ok không? Dám nói không? Dạ, dạng nói con. Dạ, dạ nói đi con. Tại thì thường thì mẹ con về á, dạy về á là khoảng trưa là khoảng 12:30, 12:45 rồi. Thì lúc đó làm việc về á cũng mệt đó con, nên mặt mẹ thì hơi nghiêm túc. Lúc đó thì dạng như đừng có chọc chọc ngay khúc đó thôi. Dạ. Rồi, bây giờ chú bên đây nè, hôm nãy giờ con ngồi dưới con nghe rồi đó. Giờ con chào hỏi chú vài câu và con cảm nhận cho cô, con nhận xét. Không, con nói dạ, thẳng đi. Dạ, chú ạ. Đầu tiên là về ngoại hình đi, chú cũng ốm giống con. Ốm mà mặn. Con tên gì? Con tên gì? Con tên Lân. Chú tên Lân. Chú tên Lân. Ghê không? Dạ, ok. Dạ. Lân bự, Lân nhỏ. Con cần một người dạng như là không cần lo gì cho con hết. Tại vì con đã đại học rồi, nhưng mà con cần một người chăm sóc cho mẹ con. Có một người cùng mẹ con ở tới già để hữu hỷ với mẹ. Về việc làm á chú, đàn ông mà, mình có thể làm cái gì đó về cái ngành của mình có thể phát triển cái đó lên cao hơn một mức nữa. Để cho nó mẹ con thấy được là một người đàn ông có cái chí hướng, có một cái mục đích trong cuộc sống đang phát triển chứ. Tiếc cho chú có bằng đại học á phải không, mà chú không làm dạ, nghề đó con không? Rất là tiếc quyết định của mẹ với của chú thôi, còn con thì rất là dễ nha. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, tiếp tục xuống dưới ủng hộ mẹ. Cảm ơn con trai. Hay không, thấy con cô giáo nói chuyện mạch lạc đâu đó đàng hoàng không? Luật sư mà vậy. Luật sư mà tương lai luật sư với cô giáo nữa. Bây giờ em cho hai anh chị chơi thêm trò chơi nữa nha, bốc thăm trúng thưởng nha. Đi anh bóc đi, anh muốn bóc câu nào anh bóc. Rồi đọc lớn lên yêu cầu trong đó giùm tường nha. Đọc lớn lên. Cô gái tiến tới massage cho bạn trai rồi hỏi cảm nhận của anh này. Đứng sau lưng đi ha, anh dựa vô ghế đi nè. Cho cổ massage cho ảnh coi. Rồi anh cảm nhận, không biết cô giáo. Cái này lần đầu massage. Ủa vậy hả? Dạ. Cảm nhận nha. Anh ngồi xích xích cái lưng à. Sáng giờ chưa được ngã lưng anh chị. Hạnh phúc quá chứ gì nữa. Trời. Tuyệt vời. Anh cảm nhận. Hỏi anh ấy anh cảm nhận sao? Dạ anh thấy trình độ massage của em thế nào ạ? Giờ thì sáng giờ chưa được ngã lưng, giờ được massage thấy nó đã thôi chứ. Đã thôi. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn chị luôn. Bây giờ mình bóc một lá bài nha chị nha. Đọc lớn lên coi cái ảnh yêu cầu ảnh làm gì đây. Rồi đọc lớn lên giùm em với. Sinh nhật người yêu, cô ấy hoặc anh ấy thích một món quà giá trị 10 triệu đồng, bạn sẽ mua hay không? Vì sao? Quan trọng là cái chỗ vì sao đó đó. Giờ mới nhớ lại ngày xưa đâu có thế nào mà tặng món quà mà cả triệu tiền cho lên. 10 triệu, ví dụ như cái điện thoại cũng cả chục triệu. Chiếc nhẫn hay là đôi bông hay là cái gì đó, nhưng mà cái tầm cái giá trị của nó hiện tại. Nếu món quà đó mà giống như nó có giá trị, nó không phải là mua về mà để bỏ đó, bỏ phí á, thì mua bình thường. Ví dụ giờ điện thoại bạn gái điện thoại hư rồi thì mình mua cho bạn gái sinh nhật bạn gái, mình mua cái điện thoại tầm 10 triệu thì cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Bình thường thôi. Dạ. Ví dụ như giờ mua đôi giày hiệu, cái bóp, cái túi hiệu 10 triệu anh mua không? Cũng có khả năng mua. Có khả năng mua. Nhưng mà phải coi lại, tại vì có nhiều khi mình mua xong rồi cái mình ít có xài sử dụng, cái mình cất đó hoài. Là nếu như 10 triệu đó thì mình đổi đi mua cái chiếc lắc hay sợi dây chuyền hay cái gì đó. Có nghĩa là quan điểm anh này là 10 triệu không phải là lớn, vẫn mua được cho người yêu, nhưng miễn món đồ đó là nó phù hợp. Hai anh chị nhìn nhau 30 giây. Tôi muốn mỗi người nói với nhau một câu nữa thôi. Kéo cái này ra mình gặp bạn thật sự là nó không có cảm xúc. Với lại nói thêm cái nữa là bây giờ cái tuổi này khó có con. Thì chắc chắn một điều là mẹ và chị không đồng ý. Đó là chắc chắn. Khó. Cô giáo có suy nghĩ như thế nào ạ? Đến đây là mình
muốn tìm kiếm cho mình một cái cơ hội. Dạ. Mình muốn mở lòng. Dạ. Với lại là hai người mà khi mà đến với nhau thì cần nhất là cái sự rung động lúc ban đầu. Rồi, cảm ơn chị chia sẻ rất là chân thành, rất là thật lòng của anh chị. Bây giờ mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu mình đồng ý hẹn hò mình bấm mạnh, nếu mình không đồng ý mình có quyền lấy tay ra nha. Xin mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. 1 2 3. Hết thời gian. Thật sự thì ngồi ở cái chỗ mai mối này, Tường thấy hai anh chị không bấm nút thì Tường cũng rất là buồn. Nhưng mà rõ ràng là Tường đều đồng cảm được hết với anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị. Em thấy hình ảnh bao nhiêu nhỉ? Rồi, mọi người thấy hình ảnh của mình rồi ha anh em ha. Nên giới thiệu đôi nét về bản thân mình gồm họ, tên, tuổi, rồi công việc quê quán đi. Như này ở hiện tại của mình đi nha. Vâng, chào chị nhé. Em là Mai Văn Nam, em sinh năm sinh ngày 7 tháng 8 năm 1990. Em quê ở Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hiện em đang là kỹ sư hóa cho một nhà máy xi măng Long Sơn ở địa phương luôn. Kỹ sư hóa. Nhà máy xi măng hả? Nhà máy xi măng chị ạ. Xi măng Bỉm Sơn hả? Xi măng Long Sơn, Bỉm Sơn ạ. Xi măng Long Sơn. Là đang ở quê luôn hả? Vâng, em đang ở Bỉm Sơn lên luôn ạ. Rồi, ok. Rồi Nam giới thiệu đôi nét về bản thân em đi. Họ tên, điểm mạnh, điểm yếu của em, rồi tình trường em đã trải qua như thế nào? Dạ vâng, điểm mạnh của em là em chịu khó, chăm chỉ trong công việc và thể dục thể thao đều đặn. Điểm yếu của em là em ham chơi, hay đi về muộn và chơi nhiều khi mình không kiểm soát được bản thân ấy. Và em đã đổ vỡ hôn nhân một lần rồi, cũng do mình ham chơi. Ham chơi rồi hay đi chơi về muộn là sao, đi thâu đêm luôn hả? Dạ, cũng đi thâu đêm và em cũng chơi cá cược, trên cá cược lô đề, nên là thành ra cũng có một thời mình trượt dài trên con đường sa ngã. Bây giờ thì em đã làm lại được, thì thời điểm đó em cũng ly hôn, mất gia đình, nên bây giờ em rất là mong nhờ chương trình tạo cơ hội cho em được lên và tìm một biến độ mới trong cuộc sống ạ. Năm đấy là năm em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm đấy là năm em 31 năm 2019. Năm 2019, vậy là năm nay là em 32 đúng không? Dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Năm nay lúc em ly hôn thì em có con chưa? Em có một bé trai ở với mẹ nó. Thì em cũng ly hôn. Con trai mấy tuổi? 4 tuổi chị ạ. Ly hôn được bao nhiêu lâu rồi? Em ly hôn được 4 năm rồi ạ. Và từ lúc em chơi lâu để em vỡ nợ là em ly hôn hả? Dạ vâng, đến thời điểm này thì em cũng đã ổn định lại cuộc sống rồi. Nhà cửa em cũng đàng hoàng, gần công việc ổn định, nên là em cũng muốn tìm cho mình hạnh phúc mới đấy chị. Dạ vâng. Rồi, ok. Giờ còn ham chơi nữa không? Dạ không ạ, em làm lại rồi, em đứng dậy em làm lại rồi. Lô đề thì có gái gú gì không? Em không chị ạ, em lại chỉ ham cờ bạc thôi, chứ đợt thời điểm đấy thì em không gái gú, cũng không rượu chè, em không uống được rượu. Thành ra hay chơi thôi đêm. Tức là hay ham chơi qua đêm là đi chơi với bạn bè, đi cá cược, cá độ bóng đá này kia đấy hả? Đúng rồi chị ạ, đi xem bóng đá rồi cá cược đấy. Dạ dạ vâng. Mất nhiều không? Năm đấy mất nhiều không? Nhớ không? Có phải năm nay em cũng mất hơn 1 tỷ đấy. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gom lại hơn 1 tỷ đấy. Cũng ổn định, công việc em cũng ổn định, lương cũng tốt, nên là em chơi không kiểm soát. Em mất 3 năm để trả nợ chị ạ. Rồi lương em mà là bao nhiêu một tháng? Lương em 15 triệu ạ. Nhà gom được 3 năm là giờ trả nợ hết rồi. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Rồi, giờ trả nợ hết rồi, có nhà có cửa rồi. Có nhà có cửa rồi chị ạ. Tại em tai tiếng chơi nên là bây giờ em ở địa phương em khó tìm bạn gái quá chị ạ. Ở quê tai tiếng quá hả? Thế sao em không vào trong Sài Gòn hoặc em ra Hà Nội em kiếm một công việc khác? Thực ra với chị là nhà cửa em ở đây ổn định này. Bây giờ em đi nơi khác em phải thuê nhà, em lại phải tìm một mối quan hệ mới, cuộc sống mới, công việc mới. Mà trong khi đó là công việc ở công ty của em nó rất là ổn định. Và mức thu nhập cũng thuộc dạng là tốt.
nó phù hợp với cái ngành học của em. Hồi đại học là em học ở mỏ địa chất, em học một chuyên ngành hóa, mà bây giờ em về 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 Long Sơn công ty xi măng, em cũng làm đúng chuyên ngành về 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 hóa, phân tích kỹ sư hóa đấy chị. Nhưng học đại học mỏ địa chất hả? Dạ vâng, em học mỏ địa chất ở Hà Nội. Rồi, bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Dạng cũng ở em cũng mong tìm được bạn gái hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng ở địa phương mình, quanh quanh ở Thanh Hóa thôi. Em cũng cũng cũng, cũng vì Rồi bây giờ cũng cái tiếng muốn, xấu của em nó đồn xa cách bán kính bao nhiêu km rồi? dạ gì cũng ở quanh quanh Bỉm Sơn này, Thanh Hóa đây thôi chị ạ. Nếu nhưng thực ra thì mình đến với ai thì người ta cũng sẽ tìm hiểu mình thôi, quan trọng là mình đã thay đổi được rồi thì mình không phải lo. Nếu bây giờ mình và người ta đến với mình, người ta cũng sẽ hỏi tìm hiểu mình thì mình cũng phải nói ra hết để sự thật chứ chị, mình không giấu gì cả. Còn người ta có thông cảm cho mình được hay không, đấy là quyền người ta thôi chị ạ. Em cũng vâng ạ. Rồi, tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi thì em cũng mong bạn gái, thật sự là em là người rất là chú ý hình thức, có thể là tuổi hơn, cũng hơn em 1-2 tuổi cũng được, hoặc kém em, kém thì càng tốt, hơn em 1-2 tuổi cũng được, quan trọng là mình đổ vỡ một lần rồi, mình rất là mong tìm được hạnh phúc mới, mà mình tìm người, một người bình thường thôi, cũng bình thường, có công ăn việc làm, có cuộc sống là bình thường là được thôi chị ạ, cũng không phải cao sang quá. Ok. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Mẹ, tức là tuổi tác em mong muốn là nhỏ tuổi hơn em đúng không? Vâng, nhỏ nhỏ em càng tốt. Dạ vâng, Lớn hơn 1-2 tuổi thì được không? được ạ, muốn là 1-2 tuổi cũng được ạ. Hình thức thì khuôn mặt dễ nhìn chút chị nhá, em cũng dạ vâng, Em cũng dáng đẹp em cũng trai cao. hả? Dạ em cao 1m75, cũng ham thể thao nên là cái dáng cũng và hình thức cũng dễ nhìn. Hiện tại em đang sống với ai? Em đang sống một một mình, em sống với mẹ thôi ạ, hai mẹ con ở với nhau đấy. Là anh chị em mà lập gia đình hết rồi hả? Dạ vâng, trên em là hai chị gái cũng đã có gia đình rồi, còn bố em thì mất 5 năm nay rồi. Trên em hai chị gái, vâng, cuộc sống ổn cả của mỗi mình em. Mẹ mẹ cũng đang rất là mong tìm được một nửa còn lại, mai mốt mẹ về già mẹ yên tâm. Nhà em với lại vợ em là còn qua lại không, tức là để thăm con thì có thứ không? Cái đó thì em không, em vẫn qua lại để chu cấp cho con, tức là 1 tháng em vẫn lên với con 1 đến 2 lần, em xem con em thứ nhất em đóng tiền học cho con ở trên trường và xem con có ốm đau gì hay là như nào thì mẹ em cũng mua thực phẩm bổ sung cho con đấy, cũng quan tâm đến con một chút chị ạ. Và đây là Ok. trách nhiệm của em. Vâng. Rồi ok, cảm ơn Nam nha. Nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn là em có thể vào Sài Gòn để em tham gia được đúng không? Dạ vâng, em có sẽ thu xếp sẽ đăng vào được mà chị. Rồi cảm ơn Nam. Hôm nay nó chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Thì có gì thì chương trình sẽ liên hệ thêm với em nữa nha. Cảm ơn chị nhé. Dạ vâng, rất mong chương trình tạo điều kiện cho em được lên. Thể hiện rõ nha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình đó. Tên của chị đầy đủ là Lê Thị Lệ Quyên, sinh năm 1987. Chị là người Cam Ranh, Khánh Hòa, Nha Trang em. Nghề của chị là kinh doanh tự do. Tự do là sao chị? Có nghĩa là phụ ba mẹ hoặc là có việc gì mà làm công việc kinh doanh đến gia đình thì chị làm. À là phụ ba mẹ kinh doanh đúng không? Mà mình Đúng kinh rồi. doanh cái gì chị? Sao? Buôn bán cà phê. Ồ rồi, buôn bán cà phê. Chị cho em hỏi xíu ha, về cái mức thu nhập hiện tại của chị bây giờ là bao nhiêu? Về cá nhân của chị một tháng tầm 20 triệu. Đó là trừ những khoản chi phí hết, chị còn dư 20 triệu. Có những tháng là hơn, nhưng mà chị đang báo là lương cơ bản. Dạ rồi. À, chị cho em hỏi là chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị 36. 36 tuổi, ok. À, là lẻ cho chị. Hả? 36 tuổi là hiện tại chị đang ở chung với ba mẹ đúng không? Đúng rồi. Ừ, mình là sang sinh sống làm việc tại Nha Trang đúng không chị? Cam Ranh em, Cam Ranh, thành phố Cam Ranh. À, rồi
Hiện tại chị có tài lẻ nào không? À, ví dụ như là Ca hát, nhảy múa, đàn. và trước đó là chị ba mẹ chị có cho chị học kế toán giáo viên mầm non là như vậy đó. Ý là ý em nói tài lẻ đây là chị có thể ca hát được không? À, được hát được Ok hơi gì được. Chị hát cho em nghe thử một đoạn thử xem. hát bài gì nhỉ, em hỏi đột xuất quá chị cũng chưa đeo bài là kịp. Hát bài nào cũng được. À hát hả, em hỏi đột xuất quá chị cũng chưa biết. Dạ. Nếu khó quá thì mình tạm thời mình qua ha. Rồi bây giờ chị nói em về cái điểm mạnh điểm yếu của chị đi. Chị nói sơ về cái tính cách của chị là như thế nào nè. Điểm mạnh của chị là chị hay đi làm từ thiện, hay đi làm thiện nguyện. Những lúc chị làm như vậy là chị không đăng Facebook, nói chung chị không có phô trương. Chị hay giúp đỡ những người khó khăn hơn chị. Cuộc sống hàng ngày cứ ra ngoài xã hội thấy ai khó khăn là giúp giúp trong khả năng của mình. Vậy đó. Nói chung là ưu điểm của chị là chị thích đi làm từ thiện giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. À, tiền đó là tiền của cá nhân chị làm ra, không có xin xỏ từ ba mẹ hay bất kỳ một ai. Rồi, À. nhìn đến này, điểm mạnh của mình còn gì nữa nè? Điểm mạnh là rất có hiếu với bố mẹ, siêng làm việc nhà chăm sóc bố mẹ, nói chung là có hiếu rồi, rất nói chung là rất là lễ phép. Rồi. Còn về ở ngoài thì bạn bè nói chị là người như thế nào? À, và bạn bè cả nam lẫn nữ là đều rất là quý trong cuộc chơi, tất cả mọi cuộc chơi thì không có mình thì nói chung là bạn bè rất là thích mình tới, nói chung rất là mến mình. Rồi. Vậy còn điểm yếu mình là gì nè? Điểm yếu là ví dụ như là người ta nói sai về mình thì cũng không có biện hộ, chọn biện pháp im lặng, cũng không giải thích. Sao nghe giống như tu tập quá vậy chị? Chỉ có ngồi Không, thiền thôi. cái này là không, cái chị không ngồi thiền, cái này là bản tính của chị không muốn ngồi thiền. Tại vì trong để chị nói cái điểm yếu của chị, tại vì là trong suy nghĩ của chị là nếu như mà người ta đã suy nghĩ mình như vậy rồi thì mình có biện hộ gì chơi đi chăng nữa thì người ta cũng nghĩ mình như vậy rồi, cho nên cũng không cần phải chứng minh. Cái suy nghĩ của chị là vậy á. Ngồi thiền, chị không có ngồi thiền. Chắc chắc là em hay đi chùa lắm đúng không, chắc em cũng hay làm mấy cái việc thiện lắm đúng không, nên em mới nghĩ vậy. Đúng rồi. Rồi chị cho biết thêm cái điểm yếu đi không? Điểm yếu hả? Điểm yếu là không, chị không, em có thể khơi 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 một chút cái điểm yếu của chị được Tính không, ví để dụ như điểm yếu là buổi tối chị ngủ ngáy nè, ngủ ngủ hay ngáy to nè, nấu ăn không ngon nè, mình có phải là người phụ nữ của gia đình không, chẳng hạn vậy đó. à mấy cái đó thì chị cũng không có, thì cũng chị nói để em sàng lọc nha, chứ chị cũng không có chuyên môn giống em. Điểm yếu hả, điểm yếu là gì ta? Khó quá mình bỏ qua cũng được nữa nè, em sẽ tiến sâu hơn về chị. Rồi bây giờ Tức là điểm yếu là những cái mà bản thân em cảm thấy rằng là nó, tức là thực ra điểm yếu mà để gọi là mình, chẳng hạn như mình cảm giác là mình nói chuyện không được tốt này, mình không biết cách giải bày tình cảm này, mình nấu ăn ok nhưng mà thực ra thì những món ăn mình nấu này chưa ai ăn tại vì không thấy người ta nói ra nhưng mà có vẻ nó không ngon này, hay là điểm yếu là cái chẳng hạn như mình nóng tính, mình thẳng tính, mặc dù cái tính của mình là ok, mình không muốn là ai gây phiền hà cho mình, hay là mình cũng không muốn là người khác nhắc đi nhắc lại quá nhiều về mình, nhưng mà đôi khi cái bản tính của mình ấy nó là nóng tính và thẳng tính, mình gặp cái gì hơi chướng mắt là mình có thể mình nói thẳng ra ngay lập tức, thì là có khiến cho người khác đối phương họ bị khó chịu hay không nè. Đó thì đấy là gọi là những cái điểm yếu của mình, tức là nó chưa được mạnh, mình chưa được tự tin với những cái điểm đó của mình. Thì những ấy gọi là điểm yếu ha, mình hiểu đơn giản như vậy là điểm yếu. em biết rồi,
Em cảm ơn chị để gợi gợi những ý kiến đó, nhưng mà mấy cái đó là em không có, giống như là bây giờ em 36 tuổi rồi, cái tính em bây giờ nó không còn như vậy nữa. Thì trước đây là có, còn bây giờ là đã thôi rồi đúng không? À, dạ đúng rồi, lúc mà chưa trưởng thành thì có. Thì đó, thì ví dụ như không có điểm yếu thì mình nói là mình không có điểm yếu ha. Mình giải thích đơn giản như vậy là điểm yếu, nó có nghĩa là những cái điểm mà mình cảm thấy là mình chưa được làm tốt, thế thôi. Ok. Ví dụ như ăn chậm nó cũng là một điểm yếu của mình. Ví dụ như bạn nãy giờ em nói rất là chậm, thì khả năng nó rất là nói chuyện rất là chậm, rất là từ tốn, thì những cái việc trong nhà mình cũng làm nó rất là chậm, người khác làm 15 phút là xong, nhưng mà em làm nó phải 40 phút, một tiếng đồng hồ em mới xong chẳng hạn. Kiểu em rất là từ từ, em rất là nhẹ nhàng. Đó, thực ra gọi là điểm yếu thôi, nhưng mà nó là những cái nó vui vẻ, nó thoải mái thôi, chứ không phải là kiểu những cái gì nó quá là kinh khủng. Ha, mình đơn giản là mình hiểu như vậy thôi. Để lên chương trình thì Ok. MC có hỏi thì mình cũng biết là à em không có những cái điểm đấy, em rất là em toàn điểm mạnh thôi, em không có điểm yếu gì hết á. Ừ. Rồi. Vậy là cái điểm yếu của em là vậy, vậy để em bổ sung vô câu hỏi của chị vừa hỏi nha. Ừ. Vậy là cái điểm yếu của em là lỡ mà người nào đó mà làm mà thật ý em á, là em sẽ im lặng em bỏ đi, đó là điểm yếu của em á. Im lặng bỏ đi khi giận. Dạ, chờ người ta hết giận rồi em mới quay lại em nói. Rồi, Rồi. còn về tình trường thì sao nè, chị đã trải qua bên mối tình rồi. À, tình cảm thì em đã có một đời chồng, có hai đứa con, là đã ly hôn được 6, được 8 năm. Ly hôn 8 năm rồi. Vâng. Con ở với em hay ai? Dạ con ở với em, à, của con em là hai đứa con trai. Vâng. Rồi lý do tại sao mình ly hôn là mình sống với nhau được bao lâu, con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em lấy ảnh về là được 1 năm là tụi em đã ly hôn, là trong thời gian ảnh sống với em á, chắc có lẽ là lúc đó em chưa trưởng thành, cho nên là ảnh cũng có một chút gọi là bia rượu nó kích thích cái hệ thần kinh của ảnh á, cho nên em nghĩ là lúc đó em chưa trưởng thành nên ảnh cũng trai gái, nên em cũng không có làm gì quá, em ly hôn đến em sống độc thân đến bây giờ cũng chưa quen ai. Ủa nhưng mà em sống có 1 năm em ly hôn thì hai đứa con em là nhiêu tuổi rồi? À, hai đứa con em, đứa trước là 12 tuổi chị, còn đứa sau là 8 tuổi. Cái đứa trước là lúc đó là em mới lớn, em mới trưởng thành, em có bầu ngoài ý muốn. Dạ, báo cáo Có nghĩa là cái đứa lớn với đứa nhỏ là hai đứa là hai ông cha khác nhau hả? vâng. Rồi. Còn cái đứa lớn là em có bầu xong rồi, tức là mẹ đơn thân thôi hay Dạ là? đúng. Ok, vậy là ông chồng sau, tức là ông chồng sau của em là nhậu nhẹt rồi có vũ phu nữa hả? Đúng không? Dạ không em. Là tức là sau cuộc đổ vỡ hôn nhân đó thì bắt đầu mình mới thay đổi từ từ cái cá tính của mình như bây giờ. Vâng, chị nói chính xác. Chứ ngày trước là ví dụ như lần trước là còn nóng tính nóng nảy lên, thì nhiều khi là nếu như mình thay đổi được cái tính như bây giờ thì chưa chắc mình đã ly hôn đúng không? Dạ không, đợt trước á thì cha mẹ hồi đợt trước thì không phải như vậy, đợt trước là vì vậy là chồng em nóng tính thì em cứ nghĩ là đàn ông nóng tính thì cứ ngồi cho người ta hết nóng rồi mình lại thôi, thì em cứ nghĩ là im lặng không không có giải thích thì nó sẽ là ôn hòa, nhưng mà sau này em trưởng thành rồi em thấy là không phải như vậy, mình phải nói ra người ta mới hiểu. Với lại một phần là trong thời gian em ở cử á, chồng em đi gái gú á, thì em mới ly hôn, lúc đó là em là đang chủ một doanh nghiệp tư nhân. Ok. Vậy là vừa ngoại tình vừa vũ phu nữa đúng không? Dạ nhưng không sao, em cũng không trách chồng em đâu chị, một biết đâu một lỗi là do ở mình, lúc đó mình chưa trưởng thành sao, mình cũng cũng có cái sai, em không trách chồng em. Là mình không có chiều chồng được như người ta mong muốn.
Dạ không, em cũng chiều cho chị, cơm nước tất cả mọi thứ. Nhiều cái Em được. khác. Dạ cái kia em cũng ok luôn chị. Ồ, vậy mà ông có đi người khác hả? Và chắc có lẽ là do em không tốt. Ok. Và giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Dạ em, người đàn ông của em là phải lớn hơn em ở chỗ như tầm 40 bốn mấy là ok. Em chỉ cần là em cũng không biết làm sao, theo em nhờ chương trình tìm chứ bây giờ duyên nợ mà cái mình muốn mà không được thì sao tìm. Nói chung chương trình sắp đặt thì em gặp ai cũng được, xấu cũng được, nhưng mà tốt bụng là được, ngoại hình với em không quan trọng đâu chị, tốt tính là được, một hai đời vợ cũng được, không có sao hết, tốt là được. Tại vì bản thân em, quá khứ của em đâu có hoàn hảo đâu mà em mong cầu ở trên chương trình bạn muốn hẹn hò. Những cái gì mà gọi là được lắm về mình. Chị cao 1 mét bao nhiêu? Dạ em cao 1m55, đó là bình thường á. Em nặng 52 kg. Cao 1m55, vậy giờ bị chị muốn bạn trai cao 1m60 hay là cao nhiêu? Dạ 60 là quá tốt chị. Quá tuyệt 1m60. vời rồi. Dạ. Rồi, tuổi tác là lớn hơn chị khoảng 40, 40 hơn đúng không? Còn vùng miền thì chị muốn bạn trai như thế nào? Dạ em thích bạn trai người miền Trung hoặc là miền Nam. Miền Rồi. Trung thì càng tốt, miền Nam thì quá tuyệt vời luôn. Rồi, ok. Hôn nhân là không quan trọng, kết hôn đúng không? Con cái đúng không? À nếu mà bạn trai của em á, mà quen em á, sau này mà về ở với em là không có lo gì tài chính hết, tại vì hai đứa con em cũng đi đi Mỹ cho nên không có lo gì tài chính hết, chỉ là về sống với em thôi, kinh tế gia đình em ổn định. Trời, dễ dàng vậy trời. Dạ Rồi. mà tính em nếu mà ở bạn trai thì cái điều em là em rất có hiếu với lại bố mẹ của ảnh. Ví dụ như ảnh làm được 1 tháng 10 triệu đi thì ảnh đưa cho em 5 triệu hay là 6 triệu cũng được, 5 triệu cũng được, còn 5 triệu đó là ảnh cứ giữ chi tiêu cuộc sống, bạn bè, lo cho cha mẹ ảnh, ví dụ là như vậy thôi chứ em không có mong cầu là phải lấy hết lương của ảnh. Chị, Dạ vậy có nghĩa là về công việc là chị không quan trọng công việc như thế nào đúng không? công việc dạ thợ hồ cũng được, không có sao hết đó, miễn sao người đàn ông nó tốt là được, công việc lao động hợp pháp là được. Rồi, ok. Rồi, chị còn mong muốn bạn trai gì nữa không? Chị không thích bạn trai như thế nào? À, chị muốn người đàn ông của chị là đừng có nhậu nhẹt, mà nhậu nhẹt cũng được mà đừng có về đánh phụ nữ là được, chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần người phần đàn ông mà đừng có đánh phụ nữ là được. Chỉ cần như vậy thôi. Ok chị. Rồi, đây là chỉ là một buổi casting mà muốn hẹn hò thôi. Khi nào mà được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha chị ha. Ok em. Em cảm ơn chị rất là nhiều.